các bạn, giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là máy rửa củ quả. Với máy rửa củ quả công nghiệp này thì các bạn có thể rửa liên tục, rất sạch sẽ, rửa theo dây chuyền, rửa các loại rong, các loại mùng nghệ và khoai tây, khoai lang, rửa phân giò thực phẩm, rất là sạch sẽ. Đấy, với mẫu máy này là chiều dài là 2m, rộng 60 phân, cao khoảng tầm 70. Chất liệu là thép. Ba bạn mua máy thì liên hệ qua số điện thoại 0934468222, 0904432411 để chỉ cho mình là cơ sở 19 Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Website là xưởngmaythanhhoa.com. Đây là mã IQ Zalo của mình, cập nhật tất cả các sản phẩm mới nhất. Các bạn có thể check qua Zalo IQ của mình. Máy rửa củ rong các loại. Đây là máy rửa con em bộ nâng tải này. Đây là bộ nâng tải. Bộ này bộ nâng tải thì mình chưa lắp đầy đủ hoàn thiện vào, nhưng mà mình đây là cá cho các bạn biết. Một bộ dây chuyền của nó sẽ gồm rửa và bộ nâng tải và đưa qua máy nghiền. Máy nghiền sắt sắn dây sắt rong. Một máy này là 1m7, công suất của nó là 7,5 kg, một giờ nó sẽ đạt được 700 cân đến 1.000 cân một giờ. Các bạn sẽ nghiền củ rong và nghiền sắn dây. Đây là mình đang ấy hơi bừa bộn một chút tại vì rất là nhiều máy, bên mình rất là nhiều máy khác nhau, rất là nhiều máy các bạn có thể xem. Bên mình lấy nhiều rong nghiền nghệ rất là các nghiền công suất nhỏ này, nghiền nghệ xong công suất nhỏ này. Rồi lọc tinh bột, tách tinh bột nghệ riêng biệt nhé, bả bên tinh bột nước ở bên nhé. Cái liệu đây là inox, còn đây là thép. Cơ sở mình đại địa chỉ là 79 Lê Hồng Phong, cơ sở Hải Nam nhá. Thế mình còn loại máy khác như máy ép mía này, máy làm kem tươi này, tủ quay vịt này, lọc quay vịt này, máy tủ hấp giò này, máy hút chân không này, máy lọc dầu này, máy ép dầu này, máy thái thịt này. Nồi nấu phở này, nồi nấu cơm này, tủ hấp cái giò chả này, máy vặt lông gà, lông vịt, lông chó này, máy xay thịt này, nồi phở này, nồi cháo này, nấu cháo này, máy chiên rau dùng được cặp sệt này, nấu chân không này, máy viên bột này, máy trộn thịt này, máy trộn bột này, máy rửa củ quả các loại, máy rang hạt nhiều lắm. Đấy, các bạn cứ check cái mã Zalo IQ của mình đây. Zalo mình sẽ cập nhật những cái mẫu sớm mới nhất và sẽ là Hải Nam để mình ra hàng toàn quốc nhé. Các bạn mua máy cứ liên hệ qua số 0934468222. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thank you.